Chào mọi người, mình là Nguyễn Văn Tuấn, hiện đang công tác văn phòng ban tỉnh Bắc Giang. Mình qua tìm hiểu qua các trung tâm và trên mạng internet thì mình biết được một cái chương trình của trường ITS đang đào tạo về MBA, và qua đó thì mình theo cái chương trình MBA của ITS, và đây là một chương trình mà mình nghĩ rằng nó rất phù hợp với khả năng của mình. Bởi vì lý do của mình trên cơ quan làm việc ở cơ quan thì mình rất bận, không thời gian đâu để mình có thể qua nước khác học được, hoặc là ở tại Việt Nam mình cũng không thể học theo một thời gian dài được. Thì đây là một chương trình mà mình nghĩ rằng nó rất phù hợp với bản thân mình, bởi vì mình qua mình chỉ mất 1 tuần 2 tuần trong suốt quá trình học mình qua Malaysia thôi, thế còn đâu thời gian mình sẽ nghiên cứu và tìm hiểu tài liệu trên mạng và qua đó được vài thầy ở qua trường ITS. Thì khi mà qua Malaysia thì mình thấy cảm nhận đầu tiên về cái Malaysia, về thành phố Kuala Lumpur, về Penang, đó là quy hoạch và giao thông của họ rất tốt. Vì nơi đơn giản như là một số nước thì cái quy hoạch chưa tốt lắm, và ví dụ như là ở Việt Nam thì cái giao thông mình rất chật chội, nhưng ở đây thì ngay trong thành phố đã đủ 8 làn xe chạy, và người dân ở Penang hoặc Malaysia thì không ở cạnh đường như ở Việt Nam. Thì khi qua đến tới trường DCS thì mình cảm nhận thấy một điều rằng giáo viên của trường rất thân thiện đối với các học sinh, với các sinh viên. Lý do là khi mình bước vào trường thì tất cả từ nhân viên và giáo viên hướng dẫn của mình rất nhiệt tình. Thì trong quá trình học ở đây thì có những tham gia những cái bài giảng, bài thảo luận, thì những bài đó thì giáo viên có thể cho các học sinh sinh viên của mình trao đổi thoải mái, làm thế nào đấy để cuối cùng để đi đến một mục đích chung, đó là để tất cả học sinh sinh viên đều hiểu bài và đều có thể nắm bắt được cái bài trở về dạy. Về lĩnh vực tiếng Anh mà nói chung thì theo tôi nghĩ thì tiếng Anh các bạn chưa phải là một rào cản để các bạn đi đến đây. Tức là tiếng Anh chỉ là cái công cụ để cho mình học tập thôi. Thế còn quan trọng là mình khi mình đến đây, mình nghiên cứu và mình tìm được những cái gì, đó mới là cái đích của mình. Đấy. Thế khi mà theo chương trình DS đấy thì là cũng có rất nhiều các bạn ở Việt Nam học. Ví dụ như là học lớp của mình tham gia chương trình lớp MBA đây thì trên hơn 30 bạn Việt Nam, thì chúng ta cũng thể chia sẻ với nhau được. Từ ví dụ như là học, chúng ta có những câu mà chúng ta chưa hiểu, chúng ta cùng bàn bạc và trao đổi với các bạn bè để làm thế nào đấy để giúp nhau để hoàn thành. Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, bọn mình làm cái chương trình, cái module của Creator Management chẳng hạn, thì giữa thầy phân ra hai nhóm, những cái nhóm đấy có thể thảo luận với nhau rất sôi nổi, nhưng mà chúng ta cuối cùng có một cái điểm chung, đó là tất cả mọi người trong những cái hai nhóm đều hiểu bài. Anh có thể chia sẻ thêm về những cái hoạt động ngoại khóa của trường, ví dụ như là welcome dinner hay là briefing hay là những cái buổi mà trường hướng dẫn mình đi ra ngoài á, để anh có nhận xét gì thêm? Khi mà về tới thành phố Penang thì bọn mình được ngoài cái giờ học ra thì được nhà trường tổ chức cho đi tham quan thành phố và cho đi siêu thị. Nhưng từ đó chúng ta nhìn nhận được lại một vấn đề nữa là gì? Khi thực sự chúng ta đến đây thì chúng ta thấy rằng là cái giao thông này và cái ý thức này của người ta rất ngăn nắp và gọn gàng, và cái đó cũng tạo một điều kiện cho bản thân mình và tìm hiểu và về văn hóa của nước bạn và xem cách sống, cách nhìn nhận vấn đề của nước bạn như thế nào đối với mình. Bởi vì khi ở tại Việt Nam thì mình không thể hiểu hết được, mà cũng không thể nhìn nhận được cái thế giới bên ngoài như thế nào, và đây cũng là một cơ hội nữa để cho mình nhìn nhận tất cả, nhìn nhận về cách sống, nhìn nhận về cái bố trí bề biện của cái thành phố bên em như thế nào. Các còn giáo viên ấy, thì người ta luôn luôn sẵn sàng là cho có câu hỏi gì và mọi người làm như thế nào, người ta sẽ đáp ứng hết toàn bộ cái nhu cầu cho mình. Ngoài ra thì anh có nhận xét thêm gì về thái độ phục vụ của những nhân viên EDS và về vấn đề phòng ở ở đây hay không?
không ạ? Về thái độ phục vụ của nhân viên ETS và cũng như là giáo viên thì mình cảm thấy là rất tuyệt vời. Lý do là như này, từ bởi vì mình là một người ở nước khác qua Malaysia học tập, thế thì mình theo mình nắm được là tất cả những cái khó vấn đề gì khó khăn mình có thể hỏi, chủ động hỏi, hoặc là người ta bên giáo viên trường ETS hoặc nhân viên người ta chủ động hỏi mình xem có khó khăn gì không để người ta trả lời và đáp ứng toàn bộ như cầu đó. Thế còn về sinh hoạt phòng ốc trong trường thì ở đây thì phải nói rằng là phòng ở của mình là rất rộng rãi và sạch sẽ, thì cái đấy là mình rất hài lòng khi tham gia với trường ETS này. Về vấn đề ăn uống thì như thế nào ạ? Thì ẩm thực ở đây có hợp khẩu vị với người Việt Nam mình không anh? Bởi vì nói chung là bởi vì chúng ta cùng trong một nước Đông Nam Á cả thôi, thì về ăn uống ở tại VDS thì mình cảm thấy cũng hòa nhập được, thì cũng không có vấn đề gì phải suy nghĩ về vấn đề ăn uống cả, bởi vì bên mình ăn như nào bên họ cũng ăn như vậy. Dạ, em cảm ơn anh Tuấn đã chia sẻ những cái nhận xét cũng như cái kinh nghiệm học tập của mình ở VDS. Chúc anh Tuấn hoàn thành tốt chương trình của mình và chúc anh Tuấn đạt nhiều sức khỏe để thành công trong công việc của mình. Dạ, xin cảm ơn anh Tuấn. Dạ, xin cảm ơn. Dạ.